Thân ái chào các em. Tuần rồi chúng ta đã trao đổi với nhau về phương trình vi phân toàn phần và chúng ta đã làm xong hai ví dụ. Bây giờ chúng ta lại xét thêm phương trình vi phân toàn phần ở một cái dạng ẩn hơn, phức tạp hơn một chút. Có nghĩa là mới nhìn vô nó chưa phải là phương trình vi phân toàn phần. Chúng ta phải nhân thêm một cái thừa số tích phân vào thì nó mới thành phương trình vi phân toàn phần. Và bây giờ mời các em theo dõi tiếp cái bài của chúng ta về phương trình vi phân toàn phần. Chúng ta để ý rằng cái phương trình này khi nó không có dạng b phẩy theo y bằng q phẩy theo x thì chúng ta cần phải nhân thêm một thừa số m nào nữa vào để nó thành phương trình vi phân toàn phần. Thì vấn đề ở đây là khi nào thì chúng ta có thể tồn tại một cái thừa số tích phân m theo xy sao cho khi chúng ta nhân m vào phương trình 1 thì chúng ta có một phương trình vi phân toàn phần. Bây giờ chúng ta giả sử chúng ta nhân m vào đây nè. Dĩ nhiên là thông thường là m phải khác không. Khi m khác không á thì chúng ta có phương trình 1 và phương trình 1 phẩy này là tương đương nhau, là tương đương nhau. Cái việc tìm thừa số tích phân một cách tổng quát thì nó rất phức tạp. Do đó ở đây chúng ta chỉ trình bày những trường hợp đơn giản thôi, những trường hợp đơn giản tức là m chỉ thường là một hàm theo x hoặc là m là hàm theo y thôi. Thì ở đây m được gọi là thừa số tích phân. Và chúng ta sẽ chỉ xét hai trường hợp đặc biệt sau đây, tức là chúng ta sẽ tìm m là một hàm theo x và tìm m là hàm theo y thôi. Bây giờ chúng ta lưu ý cái hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt thứ nhất là nếu như 1 trên q nhân cho b phẩy theo y trừ cho q phẩy theo x bằng fx thì khi đó chúng ta sẽ chọn thừa số tích phân là m theo x thôi thay vì theo xy, m là hàm theo x là bằng ơ mũ tích phân của fx dx. Hoặc là chúng ta có thể bằng ơ mũ tích phân từ x0 đến x của fx dx với giả sử f liên tục trên một khoảng đóng AB nào đó và x0 là thuộc về khoảng đóng AB đó. Và các em để ý cho rằng nếu như m là một thừa số tích phân thì chúng ta nhân vào cho k với k khác không thì k nhân m cũng là thừa số tích phân. Nếu cái này là thừa số tích phân thì 5 lần cái này cũng là thừa số tích phân, trừ cái này cũng là thừa số tích phân, căn 2 của nó cũng là thừa số tích phân, vân vân. Đó, các em để ý điều đó. Tương tự như vậy, nếu như trừ 1 trên b nhân với b phẩy theo y trừ cho q phẩy theo x bằng ri thì chúng ta có thể chọn thừa số tích phân là m thay vì theo xy chúng ta chỉ chọn m theo y thôi là bằng ơ mũ tích phân của ri di hoặc là chúng ta có thể chọn là ơ mũ tích phân từ y0 đến y của ri di với giả sử rằng r liên tục trong khoảng đóng AB nào đó và y0 thuộc về khoảng đóng AB đó. Và bây giờ chúng ta giải thích tại sao nếu chúng ta có 1 trên q nhân với b phẩy theo y trừ q phẩy theo x bằng fx thì chúng ta chọn mx như thế này. Và chúng ta cũng sẽ giải thích tại sao nếu chúng ta có trừ 1 trên b nhân cho b phẩy theo y trừ q phẩy theo x
bằng RI thì chúng ta có thể chọn thừa số tích phân là MI như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ giải thích điều vừa rồi. Khi chúng ta nhân hai vế cho M thì cái phương trình chúng ta sẽ thành là MB nhân DX cộng cho MQ nhân DY bằng 0. Thì bây giờ chúng ta đặt B1 là bằng M nhân B và đặt Q1 bằng M nhân Q. Để phương trình mới là một phương trình vi phân toàn phần thì chúng ta cần phải có cái gì nào? Chúng ta cần phải có là B1 phải theo Y bằng Q1 phải theo X. Đó, đây là điều cần để phương trình mới. Sau khi đã nhân thừa số tích phân M vào, nó là một phương trình vi phân toàn phần. Thì điều kiện cần là gì? B1 phải đó theo Y bằng Q1 phải theo X. B1 chính là M nhân với B, Q1 chính là M nhân với Q. Và bây giờ chúng ta lấy đạo hàm của cái hàm này theo Y nè. Thì coi như U nhân V, đạo hàm của U nhân V là gì? Là U phải V cộng với V phải U đó. Đây là lấy theo Y. Bây giờ chúng ta coi vế phải cũng vậy thôi, cũng là U nhân V nè, đạo hàm theo X. Thì chúng ta có là U phải V cộng với V phải U đó. Chúng ta có cái điều kiện cần này nè, điều kiện dấu hiệu mà để nó là một phương trình vi phân toàn phần thì tương đương với cái này. Chúng ta chuyển vế qua và đặt M làm thừa số chung đi các em. Chuyển vế qua và đặt M làm thừa số chung. Thì chúng ta có M nhân với B phải theo Y trừ cho Q phải theo X. Rồi chúng ta chuyển cái gì qua? Chuyển cái này qua bên vế phải nè. Bằng Q nhân M phải X. Q nhân M phải theo X trừ cho B nhân M phải theo Y. Bây giờ chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta chia Q xuống đây thì chúng ta có B phải theo Y trừ Q phải theo X chia cho Q là bằng một hàm theo X. Thì chúng ta có thể chọn M chỉ là hàm theo X không thôi. Thì lúc đó M phải theo Y là bằng 0. Bởi vì lúc đó M không phụ thuộc vào Y. Thì lúc đó chúng ta có cái gì nào? Chúng ta có là cái này là hồi nãy là bằng Fx đó các em. Phải nào? Fx sẽ bằng gì? M phải X chia cho M. Rồi chúng ta lấy tích phân hai vế không nào? Bây giờ chúng ta đặt Fx là gì nào? Coi nào. Nếu như là gì? Cái này chia cho Q nè. Đó, chia xuống bằng Fx. Thì lúc đó các em có cái gì nào? Các em có là M nhân với Fx bằng M phải. Với giả sử là M phải Y bằng 0 rồi đó. Thì chúng ta chia hai vế cho M xuống thì các em có là M phải theo X chia cho M bằng Fx. Phải không nào? Chúng ta sẽ có M phải X theo X đó chia cho M bằng Fx. Chúng ta lấy tích phân hai vế thì chúng ta được gì? Chúng ta sẽ được là log nibe của trị tuyệt đối của M bằng tích phân của fx dx nè. Lúc đó chúng ta có log trị tuyệt đối của M bằng tích phân của fx dx. Thì chúng ta suy ra là gì? M trị tuyệt đối sẽ bằng ơ mũ tích phân của fx dx. Chúng ta bỏ trị tuyệt đối ra, chúng ta có M bằng cộng trừ ơ mũ tích phân của fx dx. Thì chúng ta bỏ dấu trừ đi, chúng ta chọn dấu cộng không thôi cũng được. Nhưng mà chọn như vậy thì nó vẫn còn dài dòng lắm. Tại vì nó còn cộng hằng số C nữa. Do đó để đơn giản nhất thì chúng ta sẽ chọn là gì? M bằng ơ mũ tích phân từ x0 đến x của fx dx. Với giả sử rằng f liên tục trong khoảng đóng AB nào đó. Và giả sử rằng x0 thuộc về khoảng đóng AB đó. Và chúng ta chọn x0 sao cho cái tích phân này nó thành một cái hàm tương đối đơn giản nhất. Tương đối đơn giản nhất. Và thầy cũng nhắc lại với các em rằng là nếu như M là một thừa số tích phân thì chúng ta nhân K vào với K khác không cũng là một thừa số tích phân. Do đó chọn M bằng cái này
hoặc là cộng trừ nó cũng được, hoặc là 5 lần cũng được, 7 lần cũng được, căn 2 lần cũng được đó. Nếu chúng ta có điều này nè thì chúng ta chọn M theo X. Rồi bây giờ tương tự như vậy, các em thấy nè, nếu các em chia hai vế cho trừ B xuống đây, cái này ra một cái hàm theo Y thôi, không có X, thì chúng ta sẽ có thể chọn M làm hàm theo Y thì cái này bằng 0. Và chúng ta coi tiếp trong trường hợp chúng ta chia trừ B xuống, nó lại là một hàm theo Y không nào. Nó tương tự như vậy thôi nè. Những dòng đầu là chúng ta viết lại thôi, những dòng đầu là chúng ta viết lại để chúng ta dễ dàng theo dõi thôi nè. Đó, biểu thức này chúng ta đã thấy hồi nãy rồi đó. Bây giờ nè, nếu chúng ta chia cái trừ B xuống, chia B trừ B xuống đây, chúng ta có nó là hàm theo Y thôi, phải không nào? Trừ B xuống nó là hàm theo Y. Thì khi đó, các em thấy rằng là chúng ta có thể chọn M là hàm theo Y, thì M phải theo X là bằng 0. Thì chúng ta dễ dàng tìm được M là hàm theo Y, phải không nào? Nếu như chúng ta chia trừ B xuống, tức là nhân cho trừ 1 trên B đó. Nhân với gì? B phải theo X trừ Q phải. B phải theo Y trừ Q phải theo X nè các em. Đó, đây là B phải theo Y nè. Cái này Q phải theo X. Là một hàm theo Y không thôi. Hàm theo Y không thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ chọn M là hàm theo Y. Thì M phải X. Theo X sẽ bằng 0. Khi đó chúng ta có gì? Chúng ta có là M phải Y chia cho M sẽ bằng RY. Lấy tích phân theo Y hai vế, chúng ta sẽ có là log Nibe trị tuyệt đối của M theo Y. Chúng ta có log tuyệt đối của này này bằng tích phân của RIDI. Do đó chúng ta có trị tuyệt đối của M sẽ bằng ơ mũ tích phân của RIDI. Từ đó chúng ta suy ra rằng M bằng cộng trừ ơ mũ này. Thì chúng ta bỏ bớt dấu trừ đi, chọn dấu cộng không thôi cũng được, chọn dấu cộng không thôi cũng được. Các em nhớ cho rằng lúc này các em có là gì? M phải Y chia cho M là bằng RI. Thì chúng ta lấy tích phân theo Y hai vế, chúng ta có log trị đối của M bằng tích phân này. Chúng ta suy ra là trị đối của M bằng ơ mũ tích phân này. Bỏ trị đối hai vế, chúng ta có M bằng cộng trừ ơ mũ tích phân của RIDI. Bây giờ chúng ta chọn dấu cộng bỏ dấu trừ thì chúng ta được M theo Y bằng tích phân của RIDI. Và đơn giản hơn thì chúng ta chọn M theo Y bằng ơ mũ tích phân từ Y0 cho đến Y của RIDI. Với giả sử rằng R là một hàm liên tục trên khoảng đóng AB nào đó, và Y0 chúng ta thuộc về khoảng đóng AB đó. Và chúng ta cũng nhớ rằng nếu cái này là thừa số tích phân thì K lần cái này với tất cả các K khác không cũng là một thừa số tích phân. Và các em hiểu tại sao chúng ta chọn M theo Y như thế này rồi không nào? Bây giờ chúng ta sẽ xét những ví dụ cụ thể để sử dụng cái tính chất vừa rồi mà chúng ta thấy. Ví dụ giải phương trình x nhân y mũ 3 cộng cho 2dy tất cả nhân dx cộng với x bình phương y tất cả nhân dy bằng 0. Ở đây chúng ta cho trước điều kiện là x dương luôn, chúng ta chỉ xét x dương không thôi cho nó đơn giản, bài toán nó trở nên đơn giản hơn. Xét x dương, bài toán trở nên đơn giản hơn. Bây giờ chúng ta để ý cái này là B nè, cái này là Q nè các em đó. Chúng ta có B của chúng ta là bằng x y mũ 3 cộng 2y, và Q chúng ta là bằng x cộng với x bình phương y bình phương. Thế nào? Bây giờ chúng ta thấy rằng là B phải theo y là bằng gì? Là 3 lần x y bình phương cộng 2. Nó khác với lại quy phải theo x là bằng 1 cộng với 2x y bình phương. Nó không giống nhau. Do đó, bản thân cái phương trình 4 này chưa phải là phương trình vi phân toàn phần. Vậy thì chúng ta thử xét là gì? Chúng ta xét là
B phẩy theo y trừ quy phẩy theo x bằng gì nào? Chúng ta có B phẩy theo y là bằng gì? Là bằng 3x y bình phương cộng cho 2 trừ quy phẩy theo x là gì? Là 1. Cộng cho 2 lần x y bình phương. Đó nào. Thì chúng ta có là B phẩy theo y mà trừ quy phẩy theo x là bằng gì nào? Là cái này là 3, 3 trừ 1 là còn là 1 này. 3 trừ 2 chứ là còn 1 x y bình phương. Còn cái này là 2 phải không? 2 trừ cho 1 chỗ này nè là còn 1. Đó. Chúng ta có B phẩy theo y trừ quy phẩy theo x là bằng 1 cộng x y bình. Và chúng ta thấy cái này chia cho quy hay là chia cho B nó sẽ ra một cái hàm theo x không hoặc theo y không nào. Ở đây chúng ta thấy rằng cái hàm này nó giống giống cái hàm này. Cái hàm này nếu chúng ta đặt cái gì làm thừa số chung nào? Nếu chúng ta đặt x làm thừa số chung thì chúng ta có là 1 cộng x y bình, đúng rồi. Do đó chúng ta thấy cái hàm này và hàm quy này nó chỉ khác nhau một thừa số là x thôi nào. Vậy thì chúng ta lấy cái b phẩy theo y trừ quy phẩy theo x này chúng ta chia cho quy đi, chia cho quy là chia cho cái này này. Đó. B phẩy theo y trừ quy phẩy theo x là bằng cái này. Chia cho quy là chia cho x cộng với x bình phương y. Ở đây chúng ta đặt x làm thừa số chung thì chúng ta có còn là 1 cộng x y bình. Chúng ta đơn giản cho 1 cộng x y bình thì chúng ta bằng là 1 trên x thôi nào. Thì bây giờ fx chúng ta là 1 trên x. Đó. Fx của chúng ta là bằng 1 trên x. Do đó chúng ta có thể chọn thừa số tích phân là gì? Thừa số tích phân chúng ta sẽ bằng m theo x thôi, m theo x thôi, thôi nào. Là bằng ơ mũ. Bây giờ chúng ta chọn x0 là gì nào? Chúng ta thấy lấy tích phân cái này lên là log log x. Ở đây cho x dương rồi khỏi để tuyệt đối không nào. Mà log mấy thì bằng 0, không? Log x trừ cộng không? Cộng đó log x là log x lấy từ x0 đến x thì bằng log x trừ log x0. X0 bằng mấy thì log bằng 0. X0 bằng 1. Vậy thì chúng ta chọn x0 bằng 1 phải không nào? Chọn x0 bằng 1 thì chúng ta có tích phân của ơ mũ tích phân của 1 trên x dx chia x là bằng ơ mũ log x trừ log 1. X dương rồi khỏi để tuyệt đối nữa. Mà ơ mũ log x chính là bằng x. Vậy thì thừa số tích phân của chúng ta là một hàm theo x là bằng mx bằng x. Vậy thì chúng ta sẽ nhân phương trình 4 này cho x vào hai vế không nào, thì chúng ta sẽ có một phương trình vi phân toàn phần. Bây giờ chúng ta nhân x vào không nào. Nhân hai vế của phương trình 4 cho x ta có nhân vào chúng ta x bình phương y 3 cộng 2x y tất cả nhân dx cộng x bình phương cộng với x 3 y bình phương dy bằng 0. Và với cách làm như trên chúng ta có phương trình 4 là một phương trình vi phân toàn phần. Và bây giờ chúng ta đặt cái B1 hàm hồi nãy là B, giờ chúng ta đặt cái B1 là bằng cái hàm này nè, mới này nè, x bình phương y3 cộng cho 2 lần x y. Và Q1 là cái hàm mới này nè, là x bình phương cộng với x3 y bình phương. Và chúng ta biết chắc rằng phương trình 4 này là phương trình vi phân toàn phần. Và nghiệm của phương trình 4 phẩy chứ, phương trình 4 phẩy này là phương trình vi phân toàn phần. Và nghiệm của 4 phẩy sẽ có dạng là U bằng C. Và chúng ta nhớ cho rằng nghiệm của 4 phẩy cũng chính là nghiệm của 4. Bởi vì nó chỉ khác nhau một thừa số x khác không, x dương. Nên nghiệm của 4 phẩy tương đương với nghiệm của 4. Và bây giờ chúng ta đi tìm U, tìm U phải không? Bây giờ chúng ta đi tìm U. Chúng ta áp dụng công thức là U bằng tích phân từ x0 đến x của B1 x y0 dx cộng với tích phân từ y0 đến y Q1 của x y dy. Và bây giờ chúng ta chọn với B1 là như thế này nè. Q1 là bằng x bình phương cộng x3 y bình phương. Bây giờ chúng ta chọn x0, y0 như thế nào cho nó đơn giản. Thì chúng ta có thể chọn x0 bằng 0 cũng được.
bằng một cũng được. Ở đây chúng ta chọn bằng một cho nó lạ hơn cái cách hồi nãy chút, chứ thật ra chọn bằng không thì đơn giản hơn, phải không? Chọn không đơn giản hơn. Isidro chọn bằng không cũng được, bằng một cũng được. Ở đây chọn bằng một, Isidro chọn bằng không. Thì chúng ta thấy rằng là B1 này các em, B1 của Isidro bằng không thế vô đây nè. Thì chúng ta có B1 lúc đó bằng không rồi, y bằng không thế vô này, có không. Chọn Isidro bằng không hay bằng một được, tích phân từ không tới x hay từ một tới x cũng được. Thì cái này cũng giống nhau, tích phân của a của một số c từ a đến b là bằng c nhân b trừ a, là tích phân này bằng không rồi, không nào. Thật ra chọn số 0 hay số 1 cũng được, phải không? Isidro này các em, chọn số 1 hoặc số 0 cũng được. Đơn giản hơn thì các em nên chọn số 0. Ở đây chúng ta chọn số 1 cho nó khác với ví dụ trước một chút vậy thôi, không nào. Rồi Isidro bằng không nè, Isidro bằng không. Rồi tích phân của Q1 xy là đem xuống, cái này đem xuống đây, cái này đem xuống đây, đó. Cái này đem xuống đây. Rồi cái này tích phân của gì? A đến B của C dx là bằng C nhân cho B trừ A, mà C là không rồi, do đó tích phân này bằng không. Còn cái tích phân này theo y thì chúng ta có là x bình phương y nè. Cái này y bình phương tích phân lên là y3 chia 3, còn x mũ 3 giữ nguyên. Lấy từ 0 đến y thì thế y vào rồi trừ thế 0 vào, thế 0 vào thì cái này bằng 0 rồi. Vậy thì nguyên cái này lấy từ 0 đến y chính là nguyên cái này luôn nè, chính là cái này, chính là x bình phương y cộng với x3 y mũ 3 chia cho 3 luôn đó các em, đó không nào. Vậy thì chúng ta có được hàm u rồi, phải không nào? Vậy nghiệm của phương trình 4 phẩy cũng chính là nghiệm của phương trình 4, cũng chính là nghiệm của phương trình 4. Tại nghiệm của 4 phẩy và nghiệm của 4 là như nhau, tức là bằng cái u vừa rồi đó, tức là x bình phương y cộng với x mũ 3 y mũ 3 chia cho 3 bằng c với tất cả các c thuộc về r, với tất cả các c thuộc về r. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái ví dụ vừa rồi. Giờ chúng ta qua một ví dụ khác đi các em ha. Chúng ta thêm một ví dụ nữa về thừa số tích phân. Ví dụ như giải phương trình y bình phương cos x cộng với 1 tất cả nhân với dx cộng với y sin x trừ x chia y tất cả nhân với dy bằng 0. Ở đây chúng ta cho thêm giả thiết là y dương đi, y dương. Bây giờ chúng ta có b nè, bxy là này, phải không? Bxy là bằng y bình phương cos x cộng 1. Q q là bằng y sin x trừ x chia y. Chúng ta thử thấy là b phải theo y bằng gì, là 2y cos x. Q phải theo x bằng gì? Bằng là y cos x trừ cho 1 trên y. Vậy thì chúng ta thấy b phải theo y nó không có bằng q phải theo x, thì phương trình 5 này chưa phải là phương trình vi phân toàn phần. Bây giờ chúng ta thử lấy là gì, b phải theo y trừ q phải theo x đi các em, thế nào. B phải theo y nè, trừ q phải theo x, thì chúng ta còn là y cos x cộng 1 trên y, thế nào. Cái này là thế nào, trừ cho cái này là gì, trừ 2 lần y cos x nè, phải không? Còn cái này là gì, là đạo hàm theo theo x là gì, là y cos x còn cái này là chúng ta được là gì, đạo hàm theo theo x là chúng ta được gì, là trừ 1 trên y, phải không? Trừ 1 trên y. Cái này là hai lần y cos x trừ cho y cos x, thế nào, trừ cho y cos x là còn một lần y cos x. Rồi cái này là trừ 1 trên y, trừ cho trừ 1 trên y là 1 trên y này các em, đó, thế nào. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái này nó giống như cái gì,
nhìn vô nó giống với B hay giống với Q nhiều hơn? Giống cái nào? Hình như nó hơi hơi giống cái B hay giống cái Q nào? Bây giờ chúng ta thấy là cái này có chữ code nè, này có code, cái này có y, cái y. Vậy thì chúng ta thấy cái này nó giống cái B không? Giống cái B nhiều hơn. Vậy thì chúng ta thử chia cái này cho trừ B đi, tức là nhân cái này cho trừ 1 trên B đi, nó bằng cái gì nào? Chúng ta nhân cái này cho trừ 1 trên B. Trừ 1 trên B là trừ 1 trên cho y bình phương cos x cộng 1 này đó. Rồi còn cái này là B phải theo y trừ Q phải theo x này. Bây giờ chúng ta đặt y ở dưới mẫu số này làm thực số chung thì chúng ta còn lại là y cos x cộng 1 trên y. À, nó giống cái này phải không? Đặt y ở dưới mẫu làm thực số chung thì chúng ta còn lại là y cos x cộng 1 trên y. Giống nhau, chúng ta đơn giản đi. Vậy thì chúng ta chỉ còn lại là trừ 1 trên y thôi. Trừ 1 trên y thôi. Trừ 1 trên y thì nó chỉ là hàm phụ thuộc vào y mà không phụ thuộc vào x. Như ở trên đã biết thì chúng ta sẽ có thừa số tích phân của chúng ta là gì? Là MI sẽ bằng ơ mũ tích phân từ Y0 đến Y của RDI phải không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có thừa số tích phân là mà hàm theo Y thôi phải không? Làm hàm theo Y thôi. Bây giờ mời các em xem tiếp nè. Thừa số tích phân của phương trình 5 của chúng ta là làm hàm theo Y là MI bằng ơ mũ. Bây giờ Y0 chúng ta chọn là gì? Chúng ta không thể chọn là không được. Không là đơn giản nhất, không thể chọn là không. Vì sao? Bởi vì y nó nằm dưới mẫu, y bằng không là nó không có nghĩa các em, y bằng không nó không có nghĩa. Mà chúng ta để ý là tích phân của 1 trên y là log. Thì chúng ta sẽ thế từ y0 đến y thì thế với y dương thì nó sẽ trừ log y phải không? Trừ log y thế y vào thì nó là trừ log y rồi cộng cho log y0 thì chúng ta chọn y0 bằng 1 để cho log của 1 sẽ bằng 0 không nào. Vậy thì chúng ta chọn y0 bằng 1 đi cho nó đơn giản thôi. Chọn không là không được rồi. Chọn một số đơn giản nhất là số 1, chúng ta chọn y0 bằng 1 thì chúng ta có tích phân cái này từ 1 đến y của trừ 1 chia cho y nhân với dy là bằng ơ mũ trừ log y. Chúng ta đem xuống dưới mẫu là gì? 1 trên ơ mũ log y, tức là 1 trên y. Tại vì ơ mũ log u chứ là bằng u, ơ mũ log y chứ là bằng y. Và ở đây chúng ta cho y dương rồi. Vậy thì thừa số tích phân của chúng ta là 1 trên y với y dương. Chúng ta sẽ nhân phương trình 5 cho nhân hai vế của phương trình 5 cho 1 trên y không nào? Nhân hai vế của phương trình 5 cho 1 trên y. Thì chúng ta có một phương trình 5 phẩy sau khi được nhân 1 trên y vào thì chúng ta có 5 phẩy là y cos x cộng 1 trên y tất cả nhân dx cộng cho sin x trừ x trên y bình nhân cho dy bằng 0. Thì theo cách làm như vừa rồi thì phương trình 5 phẩy này chắc chắn là một phương trình vi phân toàn phần. Và chúng ta có cái hồi nãy là b, giờ chúng ta cái này là B1, B1 chính là B nhân cho 1 trên y đó, là cái này, là y cos x cộng 1 trên y. B1 là y cos x cộng 1 trên y. Và hồi nãy là Q nhân cho 1 trên y vào, chúng ta là Q1 là bằng sin x trừ cho x chia y bình. Thì phương trình 5 phẩy này chắc chắn là một phương trình vi phân toàn phần không nào? Và chúng ta sẽ có nghiệm của nó là gì? Là U bằng C. Và nhớ cho rằng nghiệm của 5 phẩy cũng là nghiệm của 5 phải không? Phương trình 5 phẩy là phương trình vi phân toàn phần và nghiệm của 5 phẩy cũng là nghiệm của 5. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm U phải không? Chúng ta viết lại phương trình 5 phẩy và chúng ta nói lại phương trình 5 phẩy là phương trình vi phân toàn phần, đã nói rồi phải không? Bây giờ nghiệm của phương trình 5 phẩy và nghiệm của phương trình 5 có dạng là U bằng C với U được tính theo công thức này. Với U được tính theo công thức là U bằng tích phân từ X0 đến X của B1 tại X và Y0 tích phân theo X và tích phân theo Y của từ Y0 đến Y của Q1 theo XY.
Bây giờ chúng ta chọn x0, y0 như thế nào nào? Y0 là không thể chọn bằng không được rồi, tại vì nó có log y đó các em, thế nào? Có 1 trên y đó, thế nào? Thì nên không thể chọn y0 bằng không được. Đó, B1 là B1 này, B1 là bằng y cos x cộng 1 trên y. Q1 là sin x trừ x trên y bình. Vậy thì chúng ta chọn y là bằng 1 đi, 1 cho nó đơn giản phải không? Chúng ta chọn x0 bằng 0 và y0 bằng 1. Y0 bằng 0 và y0 bằng 1. Thì chúng ta thế vào đây nè, thế vào. Thì chúng ta sẽ có u bằng gì? X0 bằng 0 nè, tức không, từ x0 đến x là y bằng 1, thì thế y 1 vô đây thì chúng ta có là cos x cộng 1 đó, thế y bằng 1 vào đây này đó. Rồi bây giờ tích phân từ y0 đến y là từ 1 cho đến y nè. Q1 để y Q1 chúng ta viết nguyên cái Q1 này vào thôi, Q1 này đó. Rồi bây giờ tích phân của gì? Tích phân của cos x cộng 1 là gì? Theo x là gì? Tích phân của cos x là sin x. Tích phân của 1 theo x là x. Lấy từ đâu? Từ 0 đến x. Thế vào thì chúng ta thấy rằng là thế x vào thì thế 0 vào, thế 0 rõ ràng nó bằng 0 rồi. Thì nguyên cái này nó sẽ bằng sin x cộng x thôi. Rồi tích phân theo y nè. Tích phân theo y cái này coi như hằng số. Hằng số tích phân lên theo y là lấy hằng số đó nhân với y đó. Rồi ở đây x coi như hằng số phải không? Tích phân của trừ 1 trên y bình là 1 trên y. Rồi x giữ nguyên này đó. Chúng ta lấy từ đâu? Lấy từ 1 đến y, lấy từ 1 đến y phải không nào? Lấy từ 1 đến y. Rồi thế y vào, rồi thế 1 vào không các em? Thế y vào thì chúng ta có là y sin x cộng x trên y. Rồi trừ cho gì? Thế y bằng 1 rồi trừ phải không? Trừ cho sin x rồi trừ x. Vậy thì chúng ta thấy là cái này sẽ bị mất đi này đó. Chúng ta theo dõi tiếp cái trang bên cạnh. Khi chúng ta thế cái hai cái cận này vào thì và thế hai cận này vào thế nào. Do đó chúng ta có là đây là dòng chúng ta viết lại từ trang trước các em, dòng này viết lại từ trang trước này. Đó thì cái này là bằng sin x cộng x. Cái này thế y vào là y sin x cộng x trên y. Rồi trừ cho thế y bằng 1 vào đây thì chúng ta trừ sin x trừ x. Hai cái này đơn giản lẫn nhau. Nó còn lại là y sin x cộng x trên y thôi thế nào. Đó, y sin x cộng x trên y. Thì vậy nghiệm của phương trình 5 phẩy cũng là nghiệm của phương trình 5 là U là cái này bằng C phải không? Là y sin x cộng x trên y bằng C với tất cả các C thuộc về R, với tất cả các C thuộc về R. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong hai cái ví dụ về phương trình vi phân toàn phần với cái thừa số tích phân. Thì trong đó có một ví dụ là đặt M làm hàm theo x không thôi, và một ví dụ là M làm theo y không thôi. Thì qua đó thì các em thấy rằng là các em có thể tự ra đề cho mình làm cũng được, tức là các em cho sẵn một hàm u, các em lấy u phải theo x rồi lấy u phải theo y, rồi các em đề giải phương trình u phải theo x dx cộng u phải theo y dy bằng 0, và các em có thể chia bớt hay nhân thêm vào một cái gì đó, thì cái đó chính là sẽ là thừa số tích phân trong quá trình đi tìm và đi giải. Chúng ta phải tìm ra cái thừa số mà đã nhân thêm hay là chia bớt gì đó. Thật ra coi như giống như chia bớt đi thì nhân vào để thành thừa số tích phân đó. Bây giờ chúng ta có thể xét thêm những ví dụ mà giống như ở đây là thầy bày cho các em ra đề vậy đó, bày cho các em ra đề. Thì bây giờ chúng ta cho trước u này, cho trước hàm số u đi chẳng hạn. Cho trước hàm u đi, vì chúng ta lấy u phải theo x đi các em, u phải theo x. U phải theo x là đoạn theo x thì chúng ta có gì? Cái này là hằng số giữ nguyên nè. Cái này là đạo hàm của này là không rồi. Đạo hàm của cos x là trừ sin x thì chúng ta có u phải theo x là trừ y bình phương sin x nhân cho e mũ 2 y giữ nguyên này đó. Bây giờ u phải theo y. U phải theo y là chúng ta coi những cái này là u nhân v đi là bằng u phải v cộng cho v phải u. Bây giờ u phải v là gì? U phải v là 2 y cos x nhân cho e mũ y, e mũ 2 y nè các em. Đây là 2 y cos x nhân cho e mũ 2 y. Rồi, cộng cho v phải u, u là nguyên cái này nè. U là y bình phương cos x cộng 1 nè, y bình phương cos x cộng 1. Nhân cho gì? Nhân cho v phải tức là 2 lần e mũ 2 y. Chúng ta đặt 2 ra làm thừa chung luôn nè. Rồi đặt e mũ 2 y làm thừa chung thì chúng ta có u phải theo y là bằng 2
tất cả nhân với y bình phương cos x cộng với y cos x cộng với 1, rồi tất cả nhân cho e mũ 2 y. Bây giờ chúng ta cho giải một phương trình mà giấu đi cái e mũ 2 y này chẳng hạn, phải nào? Bây giờ chúng ta giả sử là chúng ta ra một đề toán là giải phương trình cái này này nhân với dx cộng với cái này nhân với dy, chúng ta giấu đi cái e mũ 2 y chẳng hạn đó. Ta lấy cái này là trừ y bình phương sin x nhân cho dx cộng với 2 lần y bình phương cos x cộng với y cos x cộng với 1 nhân cho dy. Chúng ta giống như chúng ta chia, đáng lẽ là có e mũ 2 y đây, e mũ 2 y đây. Giống như chúng ta chia hai vế cho e mũ 2 y rồi chúng ta bắt người ta phải giải phương trình này. Dĩ nhiên phương trình này nó cũng là nghiệm của phương trình mà nhân hai vế với e mũ 2 y khác không vào. Phải không nào? Thì nghiệm của nó sẽ là gì? Nghiệm của nó sẽ là u bằng c, tức là cái này bằng c thôi. Đó. Ở đây là chúng ta đã giấu đi cái chia hai vế cho e mũ 2 y đó. Do đó nhân hai vế cho mũ e mũ 2 y vào thì phương trình 6 này sẽ thành một phương trình vi phân toàn phần. Vậy thì theo cách ra đề như trên á, thì chúng ta sẽ có thừa số tích phân là gì? Là m theo y thôi. Đó nào? Là nó chính là bằng tích phân của e mũ tích phân từ 0 đến y của ri di. Mà chúng ta biết là cái này chắc chắn bằng e mũ 2 y thì cái ri chúng ta phải là số 2 thôi. Và chúng ta lấy từ đâu cho dễ? Y0 chúng ta chọn bằng 0 cho nó dễ nè. Y0 bằng 0 thì 0 đến y thì cái này bằng e mũ 2 y. Thì cái này chính là thừa số tích phân mà chúng ta đã giấu đi nè. Chúng ta chia hai vế cho e mũ 2 y. Bây giờ chúng ta nhân hai vế cho e mũ 2 y vào thì nó là một phương trình vi phân toàn phần, và nghiệm của nó là u nè bằng c vậy thôi. Thật vậy bây giờ chúng ta coi thử có phải là thừa số tích phân là cái này không, chúng ta kiểm chứng thử coi nào. Chúng ta kiểm chứng lại là chúng ta thấy rằng b bằng trừ y bình phương sin x và q của chúng ta là bằng 2 lần y bình phương cos x cộng cho y cos x cộng 1. Bây giờ chúng ta thử lấy b phải theo y đi nào. B phải theo y rồi trừ cho q phải theo x. B phải theo y là bằng trừ 2y sin x. Còn q phải theo x thì chúng ta có là bằng gì? Là hàm của cos là trừ sin nè. Sao nào? Mà trừ cái dấu trừ thành cộng rồi. Đó. Số 2 giữ nguyên. Là hàm của cos là trừ sin mà trừ với trừ thành cộng đó. Rồi hai này đơn giản hai này đi thì chúng ta có cái này với cái này với cái này đơn giản mất, còn lại là 2y bình phương sin x. Chúng ta thấy hai này giống nhau thế nào? Do đó chúng ta lấy cái này nhân cho trừ 1 trên b là nó bằng mấy? Là bằng 2 thôi. Đó, chúng ta suy ra trừ 1 trên b nhân cho b phải theo y trừ q phải theo x là bằng 2. Thế nào? Bằng 2. Vậy thì chúng ta suy ra được rằng là thừa số tích phân là bằng ơ mũ tích phân từ 0 đến y 2 dy là bằng ơ mũ 2y, giống như chúng ta đã dự đoán ở trên thôi. Đây là cố tình ra như vậy mà. Vậy thì chúng ta sẽ có nghiệm là gì? Nghiệm của phương trình 6 là u đó, u nãy đó, y bình phương cos x cộng 1 nhân cho ơ mũ 2y bằng c, với c thuộc r, không nào? Đó, nghiệm của phương trình vừa rồi đó. Chúng ta biết trước mà, ở đây chúng ta cho trước cố tình như vậy. Do đó các em có thể là cho u trước rồi lấy đạo hàm theo x rồi lấy hàm theo y rồi cho người ta giải, chia bớt một cái gì đó rồi cho người ta giải, người ta sẽ tìm người đó. Là cái ví dụ này nè, chúng ta đọc nhanh qua một ví dụ nữa cũng như vậy thôi mà chúng ta không có giải. Các em đọc nhanh một ví dụ này, ví dụ như là các em cho u bằng y bình phương cos x trên 1 cộng x bình thôi nào, thì các em có u phải theo x là bằng như thế này, phải không? Rồi đó. Còn như các em chỉ cần ghi cái đề này thôi. Còn cái này các em tự kiểm tra được dễ dàng nè. U phải x là bằng như thế này. Rồi u phải theo y là bằng 2y cos x trên 1 cộng x bình. Đó. Các em nhớ cái đề này thôi. Chỉ cần ghi u bằng y bình phương cos x trên 1 cộng x bình thôi. Lấy đạo hàm này là dễ rồi. Thì bây giờ người ta làm gì? Đáng lẽ là u phải x nhân dx cộng u phải y nhân dy bằng 0. Nhưng mà ở đây người ta đã làm cái gì nào? Người ta chia bớt cho y nè, rồi chia cho 1 trên 1 cộng x bình thì nó ra phương trình này. Từ cái cách cho đề như thế này thì các em thấy rằng người ta đã chia bớt cái gì? Chia bớt cho y
chia cho một cộng x bình hay là nhân cho một cộng x bình đó, rồi đó và chia cho y đó. Nói chung là chia cho y trên một cộng x bình thì nó có cái phương trình này. Từ đó chúng ta thấy thừa số tích phân sẽ là gì? Là trừ y trên một, chia cho trừ y trên một cộng x bình chứ không phải là chia cho y. Nên trừ y trên một cộng x bình là thừa số tích phân, phải không? Theo cách ra đề trên thì chúng ta có thừa số tích phân là trừ y trên một cộng x bình, hay là y trên một x bình là thừa số tích phân cũng được, phải không nào? Và 5 lần y trên một x bình cũng được nữa. Nói chung là viết nhân với k và k khác không vào là đều là thừa số tích phân cả. Và chúng ta có nghiệm của 7 là u nè, y bình phương cos x trên 1 cộng x bình phương bằng c với tất cả các c thuộc R. Và cái ví dụ này cũng giúp các em có thể tự ra đề được, phải không nào? Các em có thể tự ra 1.000 đề, các em làm cũng được. Và cái ví dụ này cũng kết thúc cái phần phương trình vi phân toàn phần của chúng ta. Và thời gian cũng không còn nữa. Do đó hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau. Và chúc các em thành công. Thân mến, chào.